Khoa học tự nhiên lớp 8 bài 37 Sinh sản ở người Dù hình dạng và kích thước của các hệ cơ quan có thể khác nhau Nhưng mọi sự sống đều khởi nguồn từ hệ sinh dục Hệ sinh dục chịu trách nhiệm cho việc tạo ra sự sống Đảm bảo duy trì nội giống qua các thế hệ Trước khi khám phá quá trình thụ tinh Thì chúng ta cần phải hiểu rõ các cơ quan Nơi mà quá trình thụ tinh sẽ diễn ra Trước hết thì chúng ta cần phải tìm hiểu cơ quan sinh dục nữ Hệ sinh dục nữ có chức năng sản xuất trứng, chiếc hóc môn sinh dục nữ và là nơi diễn ra quá trình thụ tinh và phát triển phôi thai bắt đầu từ tuổi dậy thì thì buồng trứng hàng tháng sẽ tiết ra các hóc môn kích thích tế bào trứng phát triển và trưởng thành đồng thời các hóc môn cũng làm cho thành tử cung dày lên với nhiều máu và chất dinh dưỡng khi tế bào trứng trưởng thành thì nó sẽ phá vỡ nang trứng và di chuyển dọc theo ống dẫn trứng quá trình thụ tinh chỉ xảy ra nếu trứng gặp tinh trùng sau đó phôi sẽ di chuyển vào tử cung Tử cung là nơi tiếp nhận và nuôi dưỡng phôi thai cho đến khi em bé hoàn thiện và ra khỏi cơ thể qua đường âm đạo. Âm đạo không chỉ là đường cho em bé đi ra ngoài mà còn là lối vào cho tinh trùng trong quá trình thụ tinh. Các tuyến chất nhờn trong âm đạo tiết ra chất axit giúp giảm ma sát và ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập. Phần bên ngoài bảo vệ cơ quan sinh dục nữ được gọi là âm hộ. Đối với cơ quan sinh dục nam thì tinh trùng và hóc môn được sản xuất tại tinh hoàng tinh trùng sau đó sẽ phát triển hoàn thiện tại mạo tinh hoàng và di chuyển ra ngoài qua ống dẫn tinh. Trên đường đi thì chúng sẽ tới túi tinh, nơi chúng được dự trữ và nhận các dịch tiết từ các tuyến. Các dịch tiết này nuôi dưỡng tinh trùng và bảo vệ chúng khỏi tính axit của dịch âm đạo. Quá trình này diễn ra qua 3 giai đoạn, bắt đầu từ túi tinh, tiếp theo là tuyến tiền liệt và cuối cùng là tuyến hành. Tinh trùng trôi nổi trong dịch sẽ được giải phóng qua niệu đạo của dương vật đây cũng là đường dẫn nước tiểu tinh dịch sẽ được phóng ra khỏi dương vật và tiến vào cơ quan sinh dục nữ tại đây thì tinh dịch sẽ di chuyển vào âm đạo tiếp tục đến tử cung rồi đến ống dẫn trứng nếu thời điểm thích hợp thì chỉ một số tinh trùng mới có thể thực hiện được quá trình thụ tinh với trứng tạo thành hợp tử và hợp tử này sẽ phân chia và phát triển thành phôi sau đó di chuyển dọc theo ống dẫn trứng về phía tử cung phôi sẽ bám vào lớp niêm mạc tử cung dày và xốp chứa nhiều mau mạch để làm tổ và phát triển thành thai. Đây gọi là hiện tượng thụ thai. Lớp niêm mạc tử cung được thiết kế để chỉ những phôi thai khỏe mạnh mới có thể bám vào được. Nếu như phôi thai không tốt hoặc trứng không được thụ tinh, thì lượng hóc môn do buồn trứng tiết ra sẽ giảm, khiến cho lớp niêm mạc tử cung thoái hóa và bong ra. Cùng với những trứng chưa được thụ tinh hoặc phôi chết, thì những yếu tố này có thể gây nhiễm trùng cho phụ nữ. Để ngăn chặn điều này thì cơ thể loại bỏ mọi nguy cơ bằng cách đẩy máu và các dịch nhầy ra ngoài thông qua sự co bóp của tử cung, đây gọi là hiện tượng kinh nguyệt. Hiện tượng kinh nguyệt xảy ra theo chu kỳ và bắt đầu từ tuổi dậy thì. Với chu kỳ thông thường kéo dài khoảng 28 đến 32 ngày, tử cung mất khoảng một tuần để loại bỏ những gì không cần thiết. Sau đó một chu kỳ mới lại được bắt đầu. Buồng trứng tiếp tục tiết ra hormone để trứng phát triển và lớp niêm mạc tử cung dày lên, sẵn sàng cho một chu kỳ thụ tinh mới. Quá trình thụ tinh giúp duy trì nội giống qua các thế hệ, nhưng ngược lại nó cũng có thể là con đường lây truyền bệnh nếu không có biện pháp an toàn trong quan hệ tình dục. Những bệnh này do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng gây ra như HIVS, lậu, giang mai, sùi màu gà, viêm gan B và nhiều bệnh khác. Ở lứa tuổi vị thành niên, giai đoạn dậy thì mang đến sự thay đổi lớn về thể chất và tâm sinh lý, bắt đầu khả năng sinh sản để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần thì các bạn vị thành niên cần phải chủ động tìm hiểu kiến thức từ các nguồn đáng tin cậy, tránh xem phim ảnh và website không lành mạnh, cần có ý thức vệ sinh cá nhân và vệ sinh bộ phận sinh dục đúng cách, không nên quan hệ tình dục trước tuổi trưởng thành để tránh vi phạm pháp luật và mang thai ngoài ý muốn. Ngoài ra, cần phải áp dụng các biện pháp bảo vệ như sử dụng bao cao su để tránh thai và phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các biện pháp tránh thai khác như thuốc tránh thai hàng ngày, thuốc tim, que cấy cũng có thể được sử dụng để đảm bảo an toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.